Vâng, xin được kính chào toàn thể nhà đầu quay trở lại với kênh Tâm Radio. Hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 2024, em giới thiệu đến anh em một cái dòng mic thực sự anh em nó quá là tuyệt vời luôn. Một cái dòng mic HK Audio mã là IK100U. Đây là một cái dòng mic mà anh em thực sự anh em nó quá là đẹp. Đấy, đầu thu của nó anh em nhìn ra. Đấy, nó nhìn trông rất là sang trọng, một cái dòng mic phải nói là cực kỳ là hiếm có. Không phải là dễ gì mà gặp được những cái lô mic như này. Đấy, và đầu năm thì em cũng đã gửi đi cho anh em một cái lô mic như thế này. Thực sự anh em này em không thể chê được. Một cái bộ mic đầu thu cũng đẹp và đặc biệt là cái tay của nó anh em nhìn chưa? Cái tay của nó thì tất cả đều là những cái tay sơn zin hết nhá. Một cái lô mic mà hàng tuyển chọn sơn zin này thì cực kỳ là ít gặp. Đấy, và tất cả đều là sơn zin. Một cái dòng mic đời cao do công ty Bayer ở Đài Loan sản xuất, do HK Audio đặt hàng. Anh em nhìn chưa? HK Audio đặt hàng mã là IK100U, một cái dòng mic đời cao siêu lịnh giọng, tiếng nhẹ, hát bay và có chế độ tự ngắt, mà hôm nay bên em chỉ có mấy bộ này thôi. Và trong cái video này thì em sẽ để cho anh em với một cái mức giá cực kỳ là tốt. Anh em chỉ cần xem video này và anh em chốt đơn, anh em đã mua được rẻ được từ 5 đến 600 nghìn so với cái giá đang bán thị trường. Anh em có thể tìm hiểu giúp em đấy, cái dòng HK Audio IK100U. Cái dòng mic này thì em bao cho anh em là siêu lịnh giọng, tiếng nhẹ, hát bay, tiết kiệm pin. Và đặc biệt cái tay mic của nó em ạ, nó có cả một cái nút thu âm ở trên cái tay mic này. Và ở phía sau của cái bộ mic này thì nó có cả cổng RS232. Đấy, một cái cổng kết nối với máy tính. Thì đây là một cái dòng mic nó chuyên nghiệp và đời nó rất là cao rồi. Và em sẽ để cho anh em với một cái mức giá cực kỳ là tốt. Anh em xem video đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em nút like. Nếu đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo của em. Và như thường lệ em sẽ giới thiệu qua anh em một chút về cái phần hình thức. Và tiếp theo nữa là em sẽ hướng dẫn anh em cách dò sóng mic, đồng thời là em test tiếng và báo giá. Cái thời lượng em làm rất là ngắn thôi, anh em hãy xem kỹ sẽ là một cái bộ mic như thế này nó có chất lượng hay không, cái giá hôm nay em để cho anh em nó có rẻ hay không nhá. Thì đây là một cái dòng mic mà bên em bán cũng rất là nhiều rồi, và đặc biệt đây là một cái lô mic mà thực sự anh em là rất là ít gặp được những cái lô mic như này. Và trong cái đầu năm thì em cũng đã giới thiệu cho anh em cái dòng mic này và em chỉ có khoảng tầm hơn 20 bộ thôi, em bán trong vòng chưa đầy một ngày em nhá. Và hôm nay thì bên em về được đúng thêm khoảng tầm 7-8 bộ này nữa. Và nó được thiết kế với một cái đầu thu phải nói là đẹp nhất trong những cái đầu thu hàng mic bãi. Nó được thiết kế với một cái đầu thu và được mạ vàng ở những cái đường viền này, nhìn trông rất là đẹp. Thậm chí là những cái nút để nhấn dò tín hiệu cũng như là volume em chưa, đấy, nó cũng được mạ vàng, thực sự em nó quá là đẹp. Ở giữa là một cái màn hình LCD rất là sắc nét, và trên cái màn hình thì nó hiển thị các cái thông tin, ví dụ như là kênh này, tần số này, vạch sóng, vạch tiếng. Và ngoài ra thì nó có cả cái hiện báo pin. Một cái dòng mic chuyên nghiệp thì nó sẽ hiện cái vạch báo pin ở trên cái đầu thu để cho anh em quan sát được cái mức pin ở trên tay mic là còn bị đại pin. Và nó được cái thiết kế với một cái đầu thu gắn liền tai luôn, gắn liền cái tai bắt tủ đây cho anh em làm show, làm sự kiện anh em có thể bắt vào tủ âm thanh hoặc là tủ máy. Và đây là một cái bộ mic hàng chính hãng do công ty Bayer Đài Loan sản xuất và được HK Audio đặt hàng. Và cái bộ mic này thì em cũng sẽ hướng dẫn anh em cách dò sóng mic. Thì trong cái quá trình sử dụng và gửi hàng đi thì em cũng dò sẵn hết cho anh em rồi, anh em không phải dò gì vào đây. Nhưng mà trong cái quá trình sử dụng anh em nghịch nó bị mất sóng thì em hãy dò lại bằng cách như sau. Ví dụ mất sóng anh em chỉ cần ấn vào cái chữ set bên A này giúp em. Đấy, khoảng từ 2 đến 3 giây là lập tức cái đầu thu và tai mic nó sẽ trao đổi thông tin với nhau và nó sẽ tự bắt sóng. Và khi mà nó bắt sóng rồi thì anh em cũng không cần phải lưu lại, cũng không cần phải căn chỉnh bất kỳ một cái gì. Cái đầu thu nó sẽ tự động lưu lại. Và đây là hai cái nút volume điều chỉnh to nhỏ cái tiếng mic của bên A, và đây là hai nút volume điều chỉnh to nhỏ cái tiếng mic bên B. Thì anh em cũng nên để cố định ở một cái mức thôi em nhé, anh em không nên chỉnh nhiều ở trên cái đầu thu này, anh em tập trung chủ yếu là chỉnh trên vang hoặc là trên amply. Còn ở đây là cái nút nguồn thì em nhấn giữ 3 giây thì nó sẽ tắt nguồn, và anh em nhấn giữ tiếp 3 giây thì nó sẽ bật cái nguồn đầu thu ấy lên. Và em sẽ quay cho anh em xem cái phần nội thất. Thì đây là một cái bộ mic hàng xịn, hàng chính hãng đến từ công ty Bayer Đài Loan sản xuất, dòng mic Bayer vỉ tím. Và đây là một cái dòng mic đặt hàng riêng của HK Audio, một cái thương hiệu nó quá là nổi tiếng. Và nó được thiết kế với một cái vỉ mạch màu tím này, hai cái hộp sóng của nó cực kỳ là to. Và cái sóng của cái bộ mic này thì em bao cho anh em nó khoảng tầm từ 60 đến 70 mét cho anh em làm show, làm sự kiện. Và nó được kết nối thêm một cái cổng RS232. Thì đây là một cái cáp để kết nối máy tính em nhé. Những cái chức năng này thì em cũng chưa tìm hiểu thêm, nhưng mà những cái bộ mic mà nó có những cái chức năng này thì nó cực kỳ là hiện đại, nó không khác gì một cái con vang số em nhé. Và phía sau thì nó được thiết kế đến hai cái jack calon để em cắm mi sơ làm sự kiện, và em tặng kèm em một cái dây 6 ly. Anh em cắm em cổng A cộng B ở giữa đây. Còn về cái phần tay mic thì đây là một cái lô mic hàng tuyển chọn. Đấy, tất cả những cái bộ mic này thì đều được tuyển chọn ở một cái sàn VIP. Và số lượng nó chỉ được có 7 bộ này thôi nhá. Nó chỉ có duy nhất được 7 bộ này thôi, và tất cả những cái bộ này đều là còn nguyên zin hết. Và cái dọ này thì em cũng thay cho em bằng những cái dọ Elox rồi. Một cái bộ mic mà thực sự với em là cái củ của nó đây.
Cái củ của nó thì được sử dụng là những cái dạng củ gần như giống như cái củ LR em nhé. Cái dòng củ này thì nó cao cấp hơn cái dòng củ Bayer, tiếng siêu lịnh giọng luôn, hát nhẹ, bay và đặc biệt là giảm hú rít rất là tốt. Và những cái bộ mic ở đây thì nó đều là những cái tay sơn zin, thế nên nó sẽ không thể tránh khỏi được những cái vết xước nhỏ, ví dụ như những cái vết xước nhẹ ở trên những cái màn hình này, hoặc là những cái vết nó nhẹ nhẹ ở tay này thì gần như là cũng không ảnh hưởng gì về cái phần hình thức. Anh em cầm như này thì nó không ảnh hưởng gì về cái phần hình thức em nhé. Và đặc biệt đây là một cái lô mic sơn zin phải nói là cực kỳ là đẹp luôn. Và bây giờ em sẽ thử cho anh em nghe qua cái tiếng của cái bộ mic này và sau đó em sẽ báo giá. Thì đây là một cái dòng mic có chế độ tự ngắt em nhé. Anh em để xuống khoảng tầm từ 3 đến 5 giây là nó sẽ ngắt tiếng, mà em cầm lên thì lập tức là cái tai mic nó sẽ bật tiếng lên để cho anh em hát. Và bây giờ em sẽ thử tiếng đây ạ. 6 7 1 2 6 7 1 2 5 6 6 7 6 7. Một cái bộ mic anh em thở thôi nó cũng bắt được tiếng, thực sự là quá là nhẹ luôn. Và đặc biệt đây là một cái bộ mic giảm hú rít cực kỳ là tốt. Em ngồi ngay sát loa đây nhưng mà gần như là không có tình trạng là bị hú rít em nhá. Và trên mỗi một cái tai mic này thì nó có một cái nút thu âm, thì đây là một trong những cái dòng mic rất là cao cấp, nó có những cái nút thu âm như thế này. Và một cái bộ mic Hát Audio hàng đập hộp của nó giá dao động từ 9 đến 10 triệu em nhé. Và hàng bãi trong nước thì anh em có thể tìm hiểu giúp em cái dòng mic Hát Audio IK100U. Và đặc biệt là cái tay nó phải sơn zin này nhé. Đặc biệt là tay nó phải sơn zin này chứ không phải là thay lại vỏ hoặc là không phải mông má lại. Thì em đảm bảo với em này em sẽ không thể mua được với cái mức giá là dưới 2 triệu đâu em nhé. Nhưng nay thì cái số lượng nó cũng không có nhiều. Và để cảm ơn em luôn luôn theo dõi kênh, ủng hộ kênh và like kênh trong suốt cái thời gian vừa qua, em sẽ để cho anh em 7 cái bộ mic này với một cái mức giá rẻ nhất thị trường, đẹp nhất thị trường luôn vào cái thời điểm hiện tại bây giờ. Chỉ với 1.750.000 em nhé. 1.750.000 em bao ship, bảo hành 3 tháng cho anh em. Nhận hàng anh em được kiểm tra, được test thử, nếu đúng sản phẩm tiếng hay anh em nhận, còn nếu như không hay, không đúng anh em gửi lại cho em. Anh em không phải mất 1.000 đồng tiền cước. Nếu như bỏ qua cái lô mic này thì em có thể bỏ ra tầm 2 triệu, 2 triệu rưỡi, chưa chắc đã tìm được một cái bộ mic nó như thế này đâu. Đấy, đầu thu đẹp và tay chân nó zin như thế này. Đặc biệt là cái mã IK100U này thì nó rất là ít em nhé. Anh em nào chốt được cái bộ mic này với cái mức giá là 1.750.000 bao ship thì hãy gọi điện cho em theo cái số là 0369 7915 hoặc là 0912 7915. Đấy, cái số lượng nó không có nhiều đâu, nó chỉ có vài bộ này thôi. Anh em nào chốt được thì hãy nhanh tay gọi điện giúp em. Anh em mà xem video nếu như mà thấy mic rẻ, mic đẹp mà giá cả hợp lý thì vui lòng kênh bằng cách là tặng cho em nút like. Nếu đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Xin được kính chúc toàn thể anh em luôn luôn mạnh khỏe bình an. Em mà dừng video tại đây, kính chào và hẹn gặp lại.